Dạ vâng, lời đầu tiên em xin phép được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Nhất Long Audio cơ sở 2, có địa chỉ là ngõ 14 Mễ Trì Hà Lam, Từ Liêm, Hà Nội. Và cũng như video trước thì em đã lên sóng cho quý vị và các bạn một đôi loa Shure có model là BC2 và chiếc âm ly đài của hãng Fisher model là 450T. Và tiếp tục trong video clip này, em xin phối ghép đôi loa Shure với lại là chiếc âm ly đài của hãng Fisher. Và sau đây em xin mời quý vị các bạn cùng thẩm qua chất âm của combo này. Dạ vâng, cũng như quý vị và các bạn vừa được thưởng thẩm qua chất âm từ đôi loa của Shure và chiếc âm ly của hãng Fisher 450. Với hình thức là đôi loa bên em là rất là đẹp các bác nhá. Tất cả mọi thứ là rất là đẹp ạ.
mọi thứ còn rất là mộc các bác nhá. Loa thiết kế là gồm 3 đường tiếng ạ, một bát, một trung, một chép các bác nhá, và một bên dưới là một lỗ thông hơi ạ. Và cũng như là đôi loa Spendor này là bên em là đang bán với giá là 22.500.000 các bác nhá. Và chiếc âm ni đài của hãng Fisher 450 là bên em đang bán với giá là 19.000.000 các bác nhá. Và cũng như là các bác nào có yêu quý kênh thì cho em xin một nút đăng ký ở góc phải bên màn hình để được nhận những video hay là sản phẩm mới nhất từ BRM. Và cũng như video clip hôm nay em xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi.